Không bao lâu nữa, chúng ta lại được tiếp cận với bebe của mùa 9 rồi. Thôi thì cũng tranh thủ đào thêm vài cái hầm để tri ân mùa 8, anh em nhỏ. Gia nhập hội người nghiện cũng đã khá lâu, Emily Wang lại tiếp tục trình diễn một phi vụ đẳng cấp với chuỗi thua 11, rồi từ đáy xã hội một mạch đi lên với chuỗi thắng 10 và kết lại trận đấu với kết quả không thể hợp lý hơn với cái top 1 ngạo nghễ. Để biết chi tiết diễn biến thì mời anh em vào việc nhé. Nền tảng GG Live, nền tảng mang đến hệ sinh thái streamer và idol được đào tạo cực kỳ bài bản, cực kỳ chuyên nghiệp. Đã vậy, khi đến với GG Live, anh em sẽ không chỉ được xem live mà còn vừa giải trí, vừa gia tăng thu nhập. Nền tảng sẽ liên tục tổ chức các giải đấu eSports độc quyền, hứa hẹn là sân chơi để viewer tỏa sáng đỉnh cao, tìm người chơi cùng cực dễ, đi kèm nhiều ưu đãi hứa hẹn, xem là mê. Ké GG Live ngay và luôn anh em nhé. Ngay round quái đầu tiên thì tín hiệu vũ trụ đã gửi đến Vi cùng Ezreal. Kết thúc 3 round quái, Emily có 3 mảnh trang bị là 2 cung, 1 giáp. Vòng chọn đầu tiên với các nâng cấp anh hùng bậc 1 và 2, Emily muốn chắc chắn có được 3 đạo trích nên pick thiên hỏa kiếm của Kale. Khi bắt đầu round, Kale và hai đồng minh gần nhất nhận 2 tấm đánh và 33% tốc đánh. Với 3 đạo trích trên sân thì cô liên tiếp phải đối đầu với các nhà đã up 4 nên nhận về 2 trận thua ở 2.1 và 2.2. Round tiếp có thêm Blitz để kích đấu sĩ nhưng cũng không khá hơn là bao khi đối phương có Blitz phòng ngự thích nghi và chàng ca sĩ miền Tây cầm đại bác đứng sau gõ bong bong. Cô tiếp tục bị ăn nấm và còn 80 máu đến với vòng chợ. Hai mảnh trang bị cô lụm về là Nịt và Găng, tối ưu cho Ezreal quyền năng và cung xanh. Dù đã lắp đồ nhưng các món này không quá phù hợp với nhà thám hiểm nên lượng đam gây ra chưa thực sự hiệu quả, khiến cô thua nguyên sàn. Hũ đầu tiên với 9 vàng sẽ trôn xuống thôi. Cô đẩy nhanh tốc độ đào hầm bằng cách cho Sona thay Blitz. Đồ hình quá mỏng manh nên dễ dàng bị trinh địch bắn hạ. Dù mất máu khá sâu nhưng bù lại, Emily cũng đã thành công bảo toàn được chuỗi thua 5. Người đá tra một sẻng, một cung. Emily làm luôn cái thông đạo để giữ máu. Nó giúp câu kéo thêm thời gian cho Ezreal được gây sát thương. Kết quả là cô thua đẹp chỉ với một chest. Vòng chọn tiếp theo là nâng cấp bạc, trong đó có khổng lồ hóa. Đã đào hầm mà ra cái này thì hợp lý nhất rồi nên cô lụm luôn. Nắp cổng thứ hai cũng được đóng lại. Cô check admin và chọn khi dùng chiêu, tướng admin nhận 18% tốc đánh. Và khi mà các nhà khác đều có form mạnh như giống như hổ, còn Emily thì chưa đâu vào đâu, nên cũng dễ hiểu thôi khi cô phải tiếp tục chịu đấm ăn xôi ở 3.2 và 3.3. 3.5, lên 7, thêm Riven kích 4 đấu sĩ, nhưng vẫn còn 40 vàng. Đối phương cũng không phải dạng vừa, cũng đã lên 7 cho bằng bạn bằng bè. Đồ đam của họ thì chưa có nhiều, nhưng Riven có 4 vệ quân cùng giáp lửa và dây chuyền trục tội đang tỏ ra khá ly lượm ở đây. Phải gần hết combat mới chịu nằm xuống, trong khi đấy các tướng khác không bị chú ý đến và đấm Emily tận 6 chest. Hũ 3 với một sách chọn ấn cùng 2 hộp quà và 4 vàng cũng bị cố phớt lờ. Gặp nhà Kale Reroll vẫn chưa 3 sao mà còn thua 2 cấp, nhưng Emily vẫn không thể chấm dứt được chuỗi thua của mình thì có thể thấy bài cô đang yếu thế nào. Đến round sói, Emily chuyển đồ Ezreal sang cho Warwick. 3 con sói, à 5 con sói cho một găng, một kiếm. Warwick có đồ nhưng cào chẳng khác gì một chú chó con trước sự chống chịu quá trâu bò của cô nàng Riven. Jinx Carey cũng đã được mạ vàng. Những màn pháo hoa tung tóe đem lại chiến thắng cho đối thủ và lấy đi của Emily 15 máu. Vòng chọn cuối cùng là bậc vàng với phước lành vũ trụ, thăng hoa và phóng hỏa. Cô dùng luôn lượt đổi và nhận về lắp kính nhắm, đấu sư và mài dao. Đã lấy nâng cấp Kale để hai tướng ở gần được hưởng rồi đứng dưới đánh rồi mà game còn cho đấu sư và mài dao cứ như là trêu người vậy. Nên buộc lòng cô phải lấy lắp kính nhắm. Khu 4 ú hòa với một giáp chest, một dương đồ on và một xe kè ánh sáng. Đủ rồi, té thôi. Cô lên 8 đôn cháy máy và có được sói cùng Jack 2 sao. Garen và Ngộ Không được thêm vào sau để kích thần giáp chọn vũ khúc từ dương đồ on và lắp luôn ấn admin để có mốc 4 với hiệu ứng nhận 18% AD. Bên địch có con Belvet 2 nhưng chưa có đồ. Chú tư cũng chỉ 1 sao nên các đấu sĩ và vệ quân như này là đủ để câu kéo thời gian cho sói cào tới nái rồi. Quái thú sổng chuồng chấm dứt đi chuỗi thua dài đằng đẵng của cô nàng xinh đẹp. Sau khi đi chợ nhặt mảnh găng thì Emily tiếp tục roll để ổn định form. Cô bỏ thần giáp và thêm Lee Sin để kích 6 đấu sĩ, đồng thời cho Belvet cầm bốc đồ vào phụ đam với sói. Với lắp kính nhắm thì cặp đôi này thứ hai không ai chủ nhật. Trong khi Warwick giữ vị trí thì nữ chúa hư không lại múa may điên cuồng. Cho sói tim ta kết hợp với thiên hỏa kiếm và lắp kính nhắm có được một tấm đánh cực xa. Từ đầu bên này nó cào đến Belvet hàng 3 phía bên kia và tiến đối thủ lên đường. Đối đầu nhà song đấu 4.6, hàng thủ của họ không có Solari nhưng bù lại Fiora với giáp lửa và giáp máu cũng chống chịu được khá. Kẻ bất dung thứ hất gió đẹp, ngắt đi nhịp tấn công của sói và Belvet. Diệp Vân không có hút máu nên bị khiếu dứt điểm. Nhưng Warwick có lượng máu từ 6 đấu sĩ đi kèm vũ khúc thì đủ sức một mình cân ba và thắp lên ngọn lửa Winstreet của Emily. Dòng sâu trả về hai váy, dương vũ khí thì cô chọn cung.
tái ngộ nhà siêu thú. Cô lắp tạm dây khổng lồ cho Kale và vuốt rồng cho Lee. Đối thủ ngoài Jing ra thì các nguồn đam khác không quá đáng kể. Ấy vậy mà Jing còn đang giang dở hai đồ rưỡi thì làm nên cơm cháo gì đây? Siêu thú sẽ phải cống mạng cho quái thú ở 5.1 này. Gặp nhà ngoại đạo thì chú Tư mới một đồ, Ugot lại 2 sao và cầm 2 đồ. Ugot triệu hồi đại hồng thủy nhưng lệch hướng so với con sói. Leona đang thái dương hạ san thì bị Warwick cào chết. Chó này không cắn đâu, nó chỉ cào thôi. Warwick giữ nguyên vị trí ở góc và cào lần lượt từng kẻ một. Ugot rồi đến Vex và nhảy xô đến bấu víu kết liễu nghệ sĩ tử thần. Rồng sâu lên 2, Emily cũng đủ tiền lên 9 và cho rồng vào sân để có thêm đam phép và thiêu đốt. Bên kia cũng sói nhưng là sói quân cảnh. Blitz phòng ngự thích nghi 2 sao tầm này thì không còn khả năng làm khó được Warwick nữa rồi. Mordor kích hoạt vương quốc tử vong rồi cho Warwick cùng đồng bọn lãnh trùy nhưng chưa thấy thấm thía gì cả. Sói vẫn an toàn và được chơi game cho đến khi Morgana tung dòng bộ bóng tối xích lại. Đáng tiếc, chó của địch là chó 1 và đang thấp máu nên không thể tận dụng được thời cơ quý báu này. Sẽ có trận thắng thứ 8 dành cho Emily. Vòng chợ 5.4, Emily nhặt ấn đấu sĩ. Cô bỏ Riven và thêm vào người que nhằm mục đích có thêm khống chế diện rộng. Emily né lốc của đối phương là hay này. Garen cắm kiếm dàn trên, lại là cái thế free shot cho Belvet và Warwick. Diệp Vấn bên kia đồ cũng tương đối, nhưng đáng tiếc lại không có xe khổng lồ để counter đấu sĩ. Belvet của họ sau một hồi múa may thì đi lạc sang nội bộ team ta, rồi bị đánh hội đồng và đăng xuất. Chọn thêm một máy chiếu và được lắp sau, ngay vị trí Jinx Carry. Lốc cũng được họ dùng sau nên sói bị bay lên trời. Nhưng việc này không tạo được lợi thế cho đối phương, vì khi sói tiếp đất thì dàn chắn vẫn còn sừng sững phía trước để đỡ đòn, cho nó đứng sau và cào hết mọi thứ ngăn cản. Riven 3 nằm xuống cũng là lúc địch tràn vào vì đồ bão quạ ngăn bước chúng. Sói bị Jing choáng nhưng đam cứ như là gãi ngứa. Jing còn siêu lừa nên bỏ cọc chạy lấy người. Đó cũng là ân huệ cuối cùng mà Warwick dành cho nàng lép. Cào xong cái cọc, nó quay người sang kết liễu Jing rồi tới lượt Vayne và Miss Fortune. Phi đồ lên 2, Emily chủ quan lại để Warwick bị lốc ở 6.2. Phi đồ bão quạ nhưng chưa có đồ, còn mỗi cần đấu sĩ nên no damage. Diệp vấn của ta lại random ra hai đồ thủ nên cũng không thể gánh vác sát thương khi sói vắng mặt có vài giây. Sói ta bị ép vào thế khó, một mình cân 4. Nó hạ được Garen rồi solo với Belvet. Nếu chưa bị vết thương sâu từ rồng thì may ra còn tạo nên kỳ tích, chứ bây giờ khả năng hồi máu bị hạn chế. Belvet tận dụng thời cơ ngàn năm có một và đánh bại Warwick. Emily vẫn còn 12 máu để sửa sai. Belvet rốn mãi không thể lên 2 nên cô bỏ luôn cùng Lee Sin rồi thế bằng cá sấu và Mordor để kích quân cảnh cho Warwick là máy bay. Mordor cầm đại bác và giao điện, đứng sau giữ vị trí là tốt cùng Warwick. Nhưng đáng tiếc, vương quốc tử vong đam lại khá bé. Đấng cầm ba đồ thủ, múa là dẻo và choáy luôn đấy chứ. Liên tục là những pha hất tung ngắt nhịp tấn công của sói. Sói đứng góc này bị kêu quạt thẳng mặt, nhưng nó vẫn lo được và lao đến sơi tái nữ kiếm sư. Thần bài ma cao cũng không thể thoát khỏi bộ móng sắc nhọn. Đi chợ, lụ Mordor cầm cuồng cung để lên 2 sao. Cuồng cung thì cho ai cũng phế thôi, nên được rồi, đập thôi. Emily nhận về vô cực rồi lắp cho phi đồ, lần này sói không bị lốc nữa mà là người que. Vi câu kéo đủ lâu cho phi đồ tiếp đất để không tạo ra khoảng trống cho phía sau của team. Mordor rút chùy ra đập, lấy được 1/4 cây máu của Vayne dù random ra đồ hơi củ khoai. Phi đồ vẫn sừng sững ở đây và Jing tấn công nó thì không khác gì chọc vào ổ kiến. Có siêu lừa cũng không thể giúp nàng lép thoát khỏi thiên la địa võng này. Phi đồ hoảng sợ cho sói cào. Jing lên bảng, đồng nghĩa đối thủ phải dừng cuộc chơi top 4. Vào quyết định 6.6. Mordor random ra găng bảo thạch và quyền trượng thì ai mà đỡ được. Cây chùy 20 sen của anh dù đè không trúng carry chính của địch là Kale, nhưng đổi lại gây được sát thương cho số đông, cấu được ít máu cho sói cào đỡ khổ. Đấng lần này không có lộng IQ như trước, tạo điều kiện quá dễ dàng cho Emily rồi. Trong khi Kale đang tập trung vào phi đồ thì sói đã chủ động tấn công cô trước rồi. Kale sẽ ra đi cùng đồng đội, để lại top 1 cho Emily Wang tận hưởng cảm giác comeback cảm xúc. Một trận đấu đánh chuỗi thua quá chuẩn chỉ và cho thấy Emily Wang là một streamer có thực lực, chứ không chỉ đơn giản nằm ở nhan sắc xinh đẹp của cô. Anh em ở đây có ai sim Emily không nhỉ? Chứ tôi là cộng 1 rồi đấy. Hãy để lại suy nghĩ của mình bên dưới nhé. Và đừng quên một like, một share, một subscribe cũng như chuyển vào nút chuông để không bỏ lỡ các video từ Cà Phê Nhân Phẩm. Còn giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.